Trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh Vĩnh Phú. Với những thành tích đã đạt được, thành phố vinh dự được nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và nhiều phần thưởng cao quý khác. Từ nhiều miền quê về đây, ngã ba sông này xây nên thành phố trung du bao mến thương. Thành phố trẻ tuổi của người công nhân vẫn đứng